Đấy, chào mừng các bạn quay trở lại với YouTube và Facebook của công ty Nhật Việt. Tem 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 trước mặt các bạn đó chính là Cod AF60 nha các bạn. Acoustic Guitar Amplifier. À, em này hết hàng thời gian dài nha các bạn. Em nó đã trở về. Thì đối với những anh em mới chúng ta chưa biết nó thì hôm nay mình sẽ đập hộp cho các bạn. Khi các bạn mua hàng tại công ty Nhật Việt sẽ có một em nguyên đai nguyên kiện mới 100% như vậy nha các bạn. Vậy thì bên trong em nó sẽ có những gì cho các bạn mới thì hôm nay mình sẽ đập hộp cho các bạn cùng theo dõi ha. Rồi. Cái manual nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xài manual online với một cái code như vậy ha. Rồi chúng ta sẽ có một sợi dây nguồn cho em nó và xoay một vòng cho các bạn xem ha. Rồi, ok nha. Đó. Vậy thì cụ thể em nó sẽ có gì? Thì đối với cái Acoustic này chúng ta sẽ có hai phiên bản nha các bạn. Đó chính là phiên bản AF30 với 30W ở đây nha các bạn và phiên bản AF60 đó là 6 cục watt. Vậy thì sẽ mời camera cho chúng ta quay cận cảnh để mình giới thiệu ha. Chúng ta sẽ có hai loa 8 inch nha các bạn. À, 60W à, và chúng ta sẽ có cái ba cái effect ở đây nha các bạn. À, vậy thì em nó sẽ có gì? Chúng ta đầu tiên đó là các bạn nhìn vô đây đó là đường mic nha các bạn. Input chúng ta có thể cắm micro vô đây. À, và cắm micro đây chúng ta sẽ hát bằng cái gì các bạn? À, chúng ta sẽ hát bằng cái tuyến reverb ở đây nha các bạn. Rất là chuyên nghiệp luôn cho anh em Acoustic ha. Tiếng sẽ rất là rõ ràng ha. Đây là combo jack, chúng ta có thể vừa cắm bằng Canon và chúng ta cũng có thể cắm bằng 6 ly ở đây. Và cái input thứ hai chúng ta sẽ có đường đó là instrument nha các bạn. Chúng ta sẽ cắm nhạc cụ vào đây. À, và chúng ta điều khiển với cái volume ở đây tương tự như cái đường micro chúng ta điều khiển volume ở đây. Và đặc biệt hơn với đường nhạc cụ nha các bạn. À, chúng ta sẽ có phần equalizer ở đây với 4 cần nha các bạn. À, chúng ta có thể điều chỉnh cái tiếng guitar của mình nó thoải mái hơn. Và với cái đường guitar này chúng ta sẽ điều chỉnh cái tiếng hiệu ứng ở đây. Đó là ba hiệu ứng các bạn xem đây ha. Đó chính là delay nha các bạn à, hoặc là các bạn nào xài dây sắt chúng ta có thể chỉnh qua đó là tiếng chorus. Và hiệu ứng thứ ba đó chính là chorus cộng delay nha các bạn, sẽ làm cho tiếng guitar chúng ta bén hơn à, và bay bổng hơn với tiếng chorus cộng delay ở đây nha các bạn. Ngoài ra ví dụ như các bạn tập buổi tối chúng ta có thể cắm đường headphone vô đây để chúng ta không làm ồn cho ai hết ha. Chúng ta có một đường ốc in 3.5 ở đây, các bạn có thể cắm nhạc backing track hoặc các bạn cắm nhạc beat hoặc là các bạn cắm nhạc karaoke các bạn hát luôn ha, cực kỳ thoải mái. Và ngoài ra với cái thiết kế như các bạn thấy nghiêng như thế này, chúng ta có thể có một cái đường preamp đây nha các bạn. Thì khi đó cái âm ly này chúng ta sẽ thành một cái monitor trên sân khấu cho các bạn nghe ha. Các bạn chỉ việc cắm cái đường này qua mixer à, thì em này sẽ thành monitor cho các bạn nghe nha các bạn. Một em âm ly dành cho guitar vô cùng tuyệt vời luôn nha các bạn. Đó chính là AF60 nha các bạn. Và cái chất tiếng mộc của nó thì anh em chúng ta đã trải nghiệm rồi. Còn các bạn mới nào, các bạn chưa biết thì mình sẽ gắn link demo cho các bạn cùng thử tiếng em nó nha. Và AF30 và AF60 của Cod hàng đã về nha các bạn. Các bạn hãy ghé công ty Nhật Việt 319 Điện Phủ, phường 4, quận 3. Thank you.
Khi xưa ba bé hân đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lạ. Dây buông dây bóng ngân vang, âm thanh đi khớp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn, bước ơn đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng giá qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng. Nào giữa toàn trời mênh mông, như bà dù lúc xưa ba còn thơ bé. Đôi khi là vui đùa đầu ngõ, đôi khi là vui buồn đầu ngõ. Ba là nón buồn, thì ba cầm lành hơi xưa. Ông dạy ba lắng lẽ sức mạnh phi thường.